chào tất cả các bạn. Như vậy là tôi đã hoàn thành bức tranh trong hết. Bức tranh này có thể gọi là phố hoa. Các bạn xem có thể thắc mắc hay là hỏi vấn đề về cách vẽ tranh, các phương pháp vẽ tranh, về mỹ thuật nói chung và các cái đồ vật liên quan đến vẽ tranh, các bạn cứ comment ở bên dưới, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn. Quý vị nào có nhu cầu mua tranh của tôi, yêu thích tranh của tôi, có thể đặt hàng ở, tôi có thể để số điện thoại bên dưới video này. Quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại đó và có yêu cầu vẽ như thế nào, theo sở thích, theo cái mẫu mà các quý vị đã có sẵn theo yêu cầu, thì các quý vị cứ gọi theo số điện thoại bên dưới, tôi để một đường link bên dưới cái video này sẽ được tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần tới.